Chào anh em yêu quý kênh Bonsai VN. Sáng nay mình lên với anh em một cái hải châu, một cụm rừng. Cái này nó là chung một gốc anh em, nó đưa ra một cái cây này nó liền riêng một cái cây riêng, có nghĩa là giải thích với anh em đây là một cái cụm một gốc rất là đẹp, và nó có cái cây là mẹ nó đưa ra, chứ không phải là mình trồng vô nha anh em, rất là hay lắm. Một cụm rừng và một cụm đứng riêng lẻ đó, một thân, hai thân, ba thân, bốn thân, năm thân, sáu thân, bảy thân, tám thân, bên đây cây này chín cây. Đấy, thì cụm này là hải châu búp xiên lá tròn rất là đẹp anh em. Dòng này là dòng hải châu búp xiên lá tròn, dòng hải châu lá nhỏ, hàng rất là đẹp. Đó, mà đây nè, đây, xem ha, nó lên rất đẹp, là duyên luôn. Bên trong mặt trước mặt sau thì nó cũng rất là như vậy nha. Giống này rất là đáng này quý anh em mình sưu tập nha anh em. Rồi anh em mình có nhu cầu sở hữu á, thì alo cho mình qua số điện thoại Zalo là 093 241 1987 anh em. Đọc số điện thoại Zalo của mình là 093 241 1987. Thì giờ đang nuôi bấm dập chơi thôi anh em. Cái dòng hải châu này thì rất là hiếm anh em, rất là hiếm, chỉ hầu như chỉ có bên mình sưu tập cái hàng đời đầu, bây giờ mình mới có, mình giao dịch với quý anh em thôi, chứ còn những cái kênh YouTube khác thì hầu như rất là hiếm, anh em mình rất là ít có. Đó. Yeah, rất là đẹp, lá rất là đẹp anh em. Anh em nhìn lá không thì đủ là phê rồi anh em. Đó, thấy không? Mình cành búp bên trong rất là duyên luôn. Đây là do nó hướng nắng nó vượt đi. Vượt đi anh em. Đó. Rất là đẹp nha anh em. Đó. Anh em mình có nhu cầu sở hữu alo cho mình, số điện thoại Zalo 093 241 1987 anh em. Cây này thì chiều cao của nó tầm 40, chiều tầng ngang khoảng 45. Cây này thì ép chậu tàu bưng bê cũng nhẹ nhẹ nhàng anh em ha. Đấy, dành cho anh em nào thích để bàn chè mini uống nước. Cái này vô được hai nước thép rồi, bây giờ chỉ có bấm giật nuôi cho xương nó dày thêm ha. Thì giá chuyển nhượng cho anh em về nuôi thêm, cây hầu như là thuần hết rồi ha, một cục cột ha, rất là đơm, đế rất là đơm, và đưa ra một cái cây cầu. Nhưng mà cầu này cầu ẩn, nó không có hiện ở trên, nên thôi mình cứ coi như là cây này nó trồng xuống đây. Đấy, quý anh em mình sở hữu alo cho mình với số điện thoại Zalo 093 241 1987 nha quý anh em. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều nha. Đây là màu sắc thực của nó luôn anh em, màu sắc thực của nó luôn, một cái màu vàng rất là đẹp. Đấy, màu này là phát đang phát triển và đầy đủ phân ha anh em ha, phát triển và đầy đủ phân, không có thiếu phân, không có dư phân. Màu này là màu rất là đặc chủng, rất là đẹp anh em ha. Những cái lọc lá non rất là tươi, tươi và tược, rất là duyên luôn. Đấy, rồi cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Anh em cần liên hệ với Bonsai VN, số điện thoại Zalo 093 241 1987. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều.